Thưa quý vị, theo dự báo, ngày hôm nay 11 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến đêm ngày 12 tháng 8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Dự báo, ngày và đêm 13 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa lớn tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài. Cảnh báo trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn, nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, sạt lở đất do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang không chỉ làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông mà còn làm gãy đổ nhiều công trình điện. Đáng chú ý là cột điện số 26 đường dây 110 kV hiện đang có nguy cơ bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Điều này có thể gây nguy hiểm cho người dân cũng như làm mất điện trên diện rộng. Đây là cột điện số 26 đường dây 110 kV truyền tải điện năng cho 4 huyện vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện đất đá từ ta luy dương đã sạt lở vào gần chân cột, làm mất lớp đất nền chứa móng cột. Điều đáng nói là vị trí cột điện nằm trên núi cao ngay sát quốc lộ 4C, mật độ phương tiện qua lại thường xuyên. Nếu như có sự cố xảy ra, ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, gây ách tắc giao thông, còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Song hành với cái việc báo cáo các cấp thẩm quyền thì chúng tôi đã chủ động xây dựng các phương án tình huống nếu như xảy ra sự cố để đảm bảo làm sao an toàn cho hệ thống lưới điện rồi an toàn cho giao thông. Theo công ty điện lực Hà Giang, ngay dưới chân cột điện này hiện đang thi công công trình khắc phục điểm đen giao thông tại km 20 quốc lộ 4C. Mặc dù có ngày thời tiết không mưa nhưng vẫn có hiện tượng đất đá sạt lở gây rỗng đế chân cột. Hiện đội quản lý vận hành lưới điện cao thế 110 kV cử người theo dõi 24 trên 24 giờ. Tuy nhiên về lâu dài, ngành điện và chính quyền tỉnh Hà Giang cần nhanh chóng xử lý dứt điểm tình trạng trên, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, hơn một tuần nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi được phát hiện thì chính quyền địa phương và cơ quan thú y đã nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, tiêu hủy lợn mắc bệnh. Hàng loạt các biện pháp khẩn cấp đã được triển khai với mục tiêu cao nhất là không để cho ổ dịch lây lan cũng như là giảm thiểu thiệt hại cho bà con chăn nuôi. Khi phát hiện triệu chứng lợn tiêu chảy bất thường, gia đình bà Thi Thị Bề ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong đã báo cơ quan thú y địa phương để lấy mẫu đi xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trong chuồng, đồng thời cấp thuốc và vôi để gia đình vệ sinh chuồng lợn, ngăn không cho dịch lây lan. Máu chết đây cỡ 4-5 ngày đây, cái cô phát hiện ra là cô bố cho họ đó. Cái họ tới là tiêu hủy đó. Tôi thuốc thì phun miết với cô giữ dầu miết đó. Mà trời thôi cô cũng không dám nuôi nữa. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang mới phát hiện hai ổ dịch. Số lượng lợn bị mắc bệnh không quá lớn, gần 50 con đã bị tiêu hủy. Phạm vi ổ dịch chỉ vài hộ gia đình. Tuy nhiên, tinh thần chống dịch đang ở mức cao nhất. Hơn 2.000 lít hóa chất sát trùng chuồng trại chăn nuôi đã được cấp về cho 11 xã, chủ động sử dụng để phòng dịch. Chúng tôi cũng phun tiêu độc khử trùng rắc vôi một ngày một lần trong cái tuần đầu tiên. Khi qua cái tuần thứ hai và thứ ba thì một tuần là 3 lần. Và mà hướng dẫn bà con là vệ sinh chuồng trại. Cũng có những cái khuyến cáo người dân không nên tái đàn trong cái thời gian này. Để mà nếu như mà có tái đàn thì phải tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh nguy cơ mang cái mầm bệnh lây lan trong khu vực chăn nuôi cũng như là trong các hộ chăn nuôi. Huyện Hòa Vang có hơn 700 hộ gia đình chăn nuôi lợn, trong đó có 3 trang trại lớn, tổng đàn lợn là 23.000 con. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã tập trung nhân lực, phương tiện hiện có để dập các ổ dịch ngay từ khi mới bùng phát. Hiện nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Đà Nẵng đang được kiểm soát rất tốt.